Cuối tuần qua, thì công ty cổ phần tập đoàn Địa ốc Cát Tường, chủ đầu tư dự án Cát Tường Phú Sinh, đã chính thức mở bán khu phố thương mại Hồng Phát và các đất nền thuộc khu VIP Land thuộc dự án. Hơn 1.500 khách hàng đã tham gia lễ mở bán lần này. Trong đợt này, Cát Tường Group chào bán các sản phẩm đất nền với giá chỉ từ 365 triệu đồng một nền. Thanh toán linh hoạt chia làm nhiều đợt trong 18 đến 30 tháng không lãi suất, với giá bán hợp lý, tính thanh khoản tốt, hầu hết đất nền trong đợt này đã được khách hàng đặt mua ngay tại lễ mở bán. Khu phố thương mại Hồng Phát sở hữu vị trí nổi bật trong khuôn viên dự án Cát Tường Phú Sinh. Trong khuôn viên khu phố có những con đường tản bộ xanh mát bóng cây, thuận tiện kết nối các tiện ích nội khu được chủ đầu tư phát triển riêng biệt như khu du lịch sinh thái An Tây Hồ, công viên Bách Hỷ, trường mầm non Họa Mi, bệnh viện đa khoa An Hạnh. Hiện dự án Cát Tường Phú Sinh đang được chủ đầu tư phát triển ở giai đoạn 2 với mật độ xây dựng chỉ khoảng 40%, còn lại 60% dành để phát triển hồ sinh thái, công viên cây xanh và các công trình tiện ích phục vụ cư dân. Sở hữu đất nền tại dự án Cát Tường Phú Sinh ngay mặt tiền tỉnh lộ 9 thuộc trung tâm đô thị Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh, cư dân dễ dàng kết nối với trung tâm thành phố, chỉ khoảng 25 phút đi xe để đến sân bay Tân Sơn Nhất, 35 phút đến chợ Bến Thành. Với vị trí này, cư dân Cát Tường Phú Sinh có thể dễ dàng làm việc tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, các khu công nghiệp tại Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh và Long An. Trong đợt mở bán này, chủ đầu tư cũng triển khai các chương trình khuyến mãi đặc biệt cho khách hàng như tặng gói dịch vụ an cư hơn 50 triệu đồng, miễn phí dịch vụ dân cư 1 năm và nhiều quà tặng tri ân khách hàng với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng.